chào tất cả mọi người, mình là Kim Ohio. Hello chị hai tôi. Không quay cái mặt đâu, yên tâm đi. Hôm nay chị hai cho ăn gì đấy? Trời, trả lời chứ, trời, đang quay tiếp. Thôi, ủa cái trả lời không biết nói sao luôn. Thì cứ nói như bình thường, không quay mặt đâu. Chúng ta sẽ ăn rất là nhiều loại lẩu. À, ghê, tại vì đây là gian bếp đúng chuẩn phụ nữ gia đình của chị tôi. Từ cái tủ lạnh này là thấy bự rồi. Đây là cái tủ. Nói chung trong gia đình thì chị hai tôi là một người rất là thích nấu ăn và đã là một người thầy trong cái chuyện nấu ăn của cô Kim nhà ta. Tôi biết nấu ăn là nhờ chị của tôi đó ở nhà. Hôm nay thì mình sẽ ăn rất là nhiều món. Thì đây là những cái đồ mà để ăn lẩu, và đặc biệt là có thêm cái cà chua biển. Lát thì mình sẽ rạn muối. Và chị tôi thì có sống được cái lẩu hai ngăn, cho nên sẽ làm một cái món là sẽ là bên lẩu ngọc, bên lẩu chua. Đây là cà chua, nhìn hi ghét quá. Mình sẽ chỉ mọi người cách hầm xương. Cắt hành lá bỏ vô đây. Cắt hành lá không? Lá này hành củ, hành tím. Trong nồi áp suất để lấy cái nước ngọt. Sao mình lấy cái nước cốt này là mình đổ nước thêm vô không? Nếu mà bạn nào muốn cái nước mình nó ngọt thâm thì các bạn có thể bỏ đường ngòm. Đường đã làm lẩu với mới đem một cái đường kia. À, cái đường phèn. Đường phèn. Cho miếng chính xác. Ừ, thấy học trò thấy các bạn không? Rồi, bây giờ mình sẽ đi học nó. Trời, nhìn con bếp này đã là một căn bếp ước mơ của tôi. Tôi cũng thích, rất là thích nó ăn. Nè, mở cho cả nhà coi cái tủ lạnh như một cái siêu thị mini của chị tôi đó, đồ ăn. Trời đất ơi, tôi sợ quá. Đồ ăn nhìn vô không biết là cái gì, nhưng mà nói chung là nhớ là đừng có chữ lâu quá nha. Chữ đồ ăn lâu quá cũng không tốt đâu. Mở ra đó. Đây là cái siêu thị mini của chị tôi. Đồ ăn không là đồ ăn đó, nhìn sợ quá. Thôi, bây giờ mình sẽ qua phần nấu lẩu nha. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan. Đằng sau nhà chị mình có một mảnh vườn rất là dễ thương. Đang trời mưa cả nhà ơi. Dạo này đang mưa nhiều quá nên chị tôi không có trồng cây. Còn đây là cái mảnh vườn đằng sau, có rất là nhiều loại cây. Trồng cây, rau và có cái chuối nữa. Nói chung là nhà chị tôi cũng chỉ ở quận 9 thôi, nhưng mà chị hai tôi thì có một cái căn vườn và ngôi nhà rất là lý tưởng. Sau này già thì tôi cũng muốn có một cái căn nhà như vậy để dưỡng già đó cả nhà. Trời mưa buồn quá. Ta-da. Wow, đầy quá trời táo. Thì là cái này hôm nay chị tôi đã quyết định mua để ép nước. Tại có nhà chị Bình, nhà chị hai tôi thì có một cái máy ép chậm. Cái máy đó thì ép nó sẽ rất là ngon và nó sẽ lưu được nhiều chất bổ hơn. Các bạn có thể ép cái này với cần tây cũng được. Cần tây thì nó sẽ giúp cho nhà cũng giảm cân. Giảm không? Giảm chưa? Có. Sau khi uống mấy tháng trời. Giảm được 2cm. Đó, nhìn ngon quá ha. Đặc biệt là táo này, các bạn nào tìm thì có thể tìm cái tên là Juliet nha. Chứ phải là Romeo nha. Đang tìm Romeo cho đời mình. Lần đầu tiên quay vlog mà có vẻ là trò chuyện rất là chuyên nghiệp. Chắc là tương lai cũng có thể làm một quần trần GV thứ hai. Chị tôi nấu ăn ngon lắm, nhà mình gian bếp là biết rồi. Hơi lộn xộn chút xíu. Mình sẽ ăn lẩu ngọt và lẩu chua cay. Và mình sẽ ăn với nấm như cái này. Đây là cái phần nước hầm xương. Thì mình sẽ chuẩn bị phần nước lẩu rất là đơn giản. Chị mình nói là chỉ cần nấu trong vòng 15 phút thôi. Nhưng mà thật ra thì mình phải hầm xương trước rồi, có nước ngọt rồi mình mới nấu cái nước lẩu nó nhanh được và nó sẽ chất lượng hơn. Lẩu là phải sao? Đây là nấm
Kim châm nha cả nhà. Hoặc là to luôn á, ôi, hoa mà phải khóng tay ra mắt của mình luôn.